Hello, xin chào cả nhà. Em quá này tiếp tục lên sóng ha. Em gửi lời chúc sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt. Hôm nay em về được một cái con xây thịt ha. Ngoài xây thịt mình xây rau củ, xây đậu phộng, xây gì muốn xây gì thì xây ha. Rau củ thịt, hầm xương, uống gì xây thịt, hầm đấy mà cho người lớn hoặc trẻ em nè. Ngoại hình đẹp, nó chỉ có một cái là bị nứt bên kia ha. Đây hồi em sẽ giới thiệu cho quý khách xem. Em sẽ quay bề ngoài cho nó nguyên zin nha, điện 100V, 190W. Vận chuyển nó bị bể nước chỗ này ha. Em chưa dán keo luôn, để dưới luôn ha. Đẹp. Không chì vết, nó chỉ có cái vết này là hơi bự. Rồi ha, giờ tới phần hướng dẫn ha. Đó, mình xàm vệ sinh chùi rửa bình thường ha. Đó, mình lau, mình chùi, lấy khăn ẩm ẩm mình lau ha. Rồi, đây, bị cái chỗ này nha. Rồi, giờ quý khách lưu ý ha. Thường thường gì nè, cái tay cầm của mình là cái gì ha. Nó có cái ngàm này nè, cái này nè. Đưa vô cái ngàm ở dưới đây nè. Đưa vô ha. Đó là nó hơi xéo nè, kêu chỗ này nè, cái chữ này con ta này ha, đã cái tay cầm ngay chỗ này nè, rồi hơi lắc qua, rồi ngay chỗ này là vừa ha. Đây là mình cầm nó không gớt nè. Rồi lưỡi dao thì quý khách chùi rửa thì cẩn thận nha, rất là bén nha, rất cẩn thận giùm em cái vụ lưỡi dao này, cứ đưa xuống ha. Rồi đó, nó vừa đó. Rồi tới là cái này ha, cái này thì ok, quá đẹp, không bậy gì hết. Cái hướng này thì đưa vô hướng này nha, đưa vô. Rồi. Cái này giống như mình đỡ rau củ quả hay thịt gì đó, mình đưa vô lỗ này mình nhét, đậy đậy nó xuống, đè nó xuống ha. Rồi ok. Rồi giờ em bật điện ha. Bật điện thì quý khách đè, cái này là cái công tắc nè. Ở trong đây nó có công tắc này, chỗ này nè mình đè nó mới chạy ha. Đó. Duy nhất luôn á, cực kỳ. Xây hành, xây tỏi, xây ớt vẫn được ha, bất cứ cái gì. Hay cái là đưa ra với khách nè, không có quay, nó có điện đó mà nó không có được nè. Ở đây nó có cái mũi nè ha, đưa ra đây nó quay được đó. Đó, đưa vô đại xuống, đưa vô đại xuống, an toàn của mình ha. Rồi ok, con này em bán giá công khai là 600.000, chưa bao gồm phí ship. Quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube, Zalo hay Messenger giùm em qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa em cảm ơn tất cả các quý khách cô chú đã ủng hộ trong thời gian qua ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.